Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được trở lại với quý vị và các bạn trong chuyên mục khám phá cuộc sống vùng sâu vùng xa của khu vực Tây Bắc. Hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn một nghi lễ đặt tên cho một cháu bé mới ra đời của người dân tộc Hơ Mông khu vực Tây Bắc. Đối với người đồng bào Mông ở Tây Bắc thì cái lễ đặt tên cho một cháu bé mới ra đời được tiến hành rất là tôn nghiêm, vì cái lễ đặt tên nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu bé sau này. Bởi vậy nên những người đồng bào dân tộc Mông là phải nhờ một thầy mo đến cúng từ rất sớm. Và buổi làm lễ đặt tên ngày hôm nay thì được diễn ra từ lúc khoảng 3 giờ sáng. Vâng, và được mời từ thời điểm đó, nhưng vì đường xá xa xôi đi lại khó khăn nên tôi đến hơi muộn. Tuy nhiên vẫn ghi lại được một số những hình ảnh đối với nghi lễ của buổi lễ đặt tên này để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và công tác chuẩn bị thì cũng có rất nhiều những cái thực phẩm như là lợn gà cũng được chế biến thành những món ăn để phục vụ cho buổi lễ đặt tên ngày hôm nay. Nhà hàng năm sao. Buồn thế à? Cho nên cái trong luôn lên hầu này cho nên dù lúc mà cố gắng lúc lâu cố trong cổ mong trong cố cố năng trong tu lên trả tin nhau trả tin trong này cho nó có giống cái trong luôn lên lên hầu này cho nên dù lúc mà cố gắng lúc lâu cố trong cổ mong trong cố cố năng trong tu lên trả tin nhau trả tin trong này cho nó có giống cái trong luôn lên lên hầu này cho nên dù lúc mà cố gắng lúc lâu cố trong cổ mong trong cố cố năng trong tu lên trả tin nhau trả tin trong này cho nó có giống cái trong luôn lên lên hầu này cho nên dù lúc mà cố gắng lúc lâu cố trong cổ mong trong cố cố năng trong tu lên trả tin nhau trả tin trong này cho nó có giống cái trong luôn lên lên hầu này cho nên dù lúc mà cố gắng lúc lâu cố trong cổ mong trong cố c
chúng chỉ tu vốn chúng chỉ chẳng xin phu quý ở cha đồ luôn chẳng mua ở cha nhưng đồ nó lấy do gần đồ nó lấy do chi ở cha nó đồ nó lấy do nào nhưng do chi chúng chỉ yếu luôn chúng chỉ chú vốn chúng chỉ chẳng xin phu quý ở cha yếu luôn chúng họ lưu chú bạn có cảm chú luôn có trong nhau ô luôn chỉ sau ô luôn lâu yếu nhau lặng học được trong đâu chỉ cho nhau trong cái trong luôn hơn nên họ lấy học để xí phăng chỉ nhận đồ luôn cả luôn xin đồ luôn cha nó cú nó phiền cái vì nó phiền để việc cho nên sớm chúng chỗ nó luôn để nó lấy do nào để nó lấy do gì để nó lấy do là nó cũng nó nhà ta sau đi so cho nó sớm trình luôn chưa bằng sau đi so sớm trình luôn chưa chỉ ở cha nhà ta nó nhà ta trong đi nó cũng phiền cái vì nó phiền để việc cho phiền gì phiền chuyện này cha lên cái trong luôn để á จริงๆถูกเล่นๆจังเลยชดละอยู่ลูเลยเฮาจังเลยชดจังลูกนี่ชดจังจ๊อลูกที่ว่าในลูกที่เจอลูจังเจ็ดลูกปุ้นลูกเจ็ดจังสิปุ้นเลยจังเลยชดจังจ๊อจังจ๊อลูเลยลูจังเหลือเจอหน่าในลูจังสิงเดือนลูจังเจ็ดลูลูจ๊อลูปุ้นสิงลูจ๊อลูปุ้นเจอลูจ๊อลูจ๊อหน่าจังสิจ๊อลูจ๊อเจอจ๊อลูอ้อลูจื้อเนาะอ้อลูจื้อเช้าอ้อลูจื้อเช้าอ้อลูลองเงี้ยจังเฮาจะต้องลองเจอเนี่ย家里人中收入，咱们不平凡，你要真脑瘫，你要说到有路路板，过山路路过中，你看家里说真中，就说过山路路过中，基本上我至少六斤六杠，才三十斤六斤六杠，才推家里人中路哈，你脑里好，你想你搞什么的？说有路路板过山路路过中，有路尿，我那是知道，我老爱讲好路走路好结交。 Đối với buổi nghi lễ đặt tên của người dân tộc Khơ Mông thì có rất là nhiều điều nó khác biệt và với phong tục và sau khi mà thầy mo cúng thì thường thường là hay có những cái nghi lễ như là xem chân gà, đó là nghi lễ đặc biệt của người dân tộc Mông. Vâng, mỗi một lần được xem chân gà như vậy thì người xem sẽ xem chiếc chân gà đó nó có đẹp hay không, và phong tục là sau khi xem xong thì mỗi một người xem đều phải uống một chén rượu để cảm nhận được rằng là cái điều tốt lành đến với gia chủ. Và tiếp sau đó thì là người thầy mo cũng rót rượu để đưa cho chủ nhà, đó là cái điều để như là trao cái vận may mắn tốt đẹp cho chủ nhà và cho cháu bé mới sinh ra ngày hôm nay, dành những cái lời lẽ rất là tốt đẹp để chúc cho cháu bé hay ăn trong lớn. Ôi thầy tí lo rô xuất thầy tí lùn lo lệ lại các ca lô lệ á. Ừ, các ca lô lệ á. Có tí tìm kì có băng thầy lúc học bắt đầu có tí lo rô hữu rồi xuống lùn. Vâng, và đại diện của chủ nhà thì cũng rót rượu mời lại thầy mo một chén để như là một lời cảm ơn đến thầy mo. Chụp cho chụp đi
rồi cho nó cho tí luôn chứ bạn chơi chơi rồi rồi nhá là học là tôi học để chồng nhá khá nhau của này và sáng chỉ dạy bài chơi coi chụp nó chụp đi chơi luôn 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 là chụp tí tao nữa luôn chúng ta chơi chơi luôn là chụp tí lại có sáng đến dạy bài nhà con trai tao cá lò cũng trong hình này nữa chị có sáng đến luôn sáng đến dạy bài nhà con trai dòng cầu cơ rung củ sát thế này xuống này thế này xuống này càng ca lưu lên lại càng ca lưu càng sát tiến giải luôn chị cho là trên trong những bàn chở rồi ba trong này đây ơi là cô thấy là nó là cô cú phú tiền cho không sao chúng tôi nghe rồi là nó để cú phú nó thì nó thôi rồi là nó để có tiền nhớ để nó lục luôn lục thảo lục kỹ hàng kỹ chế lô cho nãy cho xí ở lô cho chăn thò cho ra có cho nãy cho xí cho bù cho giờ cho bù cho giờ chỉ một cái tiền nhau nhau xuống nhau rồng này chứ là có nhau xí nhau lâu nhau làm họ lên cho lâu thì chờ lâu xí nữa một chờ lâu nữa một chờ ai biết hàng nói gì khó xí luôn biết hàng này khó ô nha ô thành tiền mà ô chỉ lo luôn thôi thành tiền này chăn tiền mà chăn tiền này là hai chân chân gà đúng không vâng chân gà đấy này cái này là thủ tục xem chân gà hôn cái này để về bố mẹ ông bà Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我睡觉了。他要自己炸酱，那炖了啦，大汗快点。 我这手可以。然后就，你这手在那个油锅里，油锅里，然后就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 ，
Vâng, và đến đây để chung vui uống rượu mừng cho cháu bé thì mọi người cũng dành những cái tình cảm cho bố mẹ cháu, cho cháu bé một chút quà nho nhỏ, ví dụ như là có người thì cho tiền, vâng, và cũng rất là nhiều người cho tiền trong buổi lễ này. Đây là hình mà mọi người đang cho tiền để mừng tuổi cho cháu bé trong buổi lễ ngày hôm nay. Thank you.
Kính thưa quý vị và các bạn, ở trên đây là những hình ảnh về cuộc sống vùng sâu vùng xa của khu vực Tây Bắc mà VTA muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh VTA. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.